Bờ băng hay dữ trời. À, bệnh nó tặng số thì thôi. Kèo 60-75 giữa cu mắc hiếp và bình chắc. Bình chắc chấp cu mắc hiếp 3 bi. Cu mắc hiếp chấp lại bình chắc 15 điểm. Bình chắc nắm hôm nay liệu có ăn được cu mắc hiếp không? Không nổi rồi. Không nổi rồi hả? Tại vì anh ta 30 đánh chỗ nào cũng gà. Chứ ngày tôi lại bị tủ tôi đạp ra mi hết đi. Đặt chi đặt ốc ô ghê thì cái mi đặt ác thiệt chứ. Chờ phê đâu. Trời ơi đủ má, tất phê quá. Xuống dòng này nữa. Qua luôn có. À, đúng tiền rồi. Trời, trời, ăn cú hay ăn cú? Hai đó. Trời, quá hay luôn. Mẹ rồi. Quá hay luôn. Trời. Đó, cho mày chạy là tao nói thiếu mẹ rồi muốn nghe. Hay cỡ đó, không chịu nổi. Là bữa nay mình chắc chắn thua không? Chắc chắn thua, mai chắc lại 2 bi ha, mai chắc lại 2 bi. Bữa nay anh Bình là chắc chắn thua. Trời! Má bây giờ nghỉ sân là đụ má dư luôn. Dư luôn hả? Trắng xuống dậu luôn như chết thì hay quá rồi lại tiếp một cái cơ đủ phát cái thành lại không lại một chết. Cho anh mình chắc nhích xe cười luôn ha. Chết chấp bị nó chết chết cuốn cho nổ ra luôn chứ không qua sao cái chúng đây là phải muốn chấp bị rồi quýnh cho Phương nó sát đúng không anh em xem anh Bình chắc sẽ xử lý trái này như thế nào. Quá hay luôn, vừa nhích xê luôn. Bốn con. Một. Giờ con buồn chết. Năm. Sáu. Có mũi rồi. Tặng mì rồi cũng được trò lòn lúc đấy nghĩ sao cho mì nó thả hai bằng rồi má cũng hà thôi con qua mấy nữa không làm ai cứ đẩy đi sao trời. Ừ hụt rồi. Rồi, đó. Đá vô là trúng nó bè. Giờ cái này đảo giò lại rồi. Thôi trình thủ ăn nó đi em ơi. Quả luôn, làm lại. Rồi nhắc được đây. Để không mẹ anh. Cấp gì quan trọng. Một trái, hai hòn giấy. Hai con và anh Đình quyết định kéo đặt nổ sao
ơi, đừng có bậy bạ vậy đó. Kéo bữa đi dở chữ mình. Sợ lòi, tụi dưới. Rồi bác có dầu gà cho anh cu mắt hiếp. Má nó sẽ được không, chết, chết tụi. Đá chơi vậy ông nội quý. Má quýnh với anh Bình là độ má không giống ngậm đi thuốc quýnh đâu mà. Dư. Dư sao mà dư, mà dư cái bay đó mà dư. Rồi vào về miền Tây đó Bình. Miền Tây gì hả? Cái anh muốn chạy về miền Tây đúng không? Hả? Điều trắng vô. Tự người ta ba bay, người ta mướn sao mà tao quên. À, mướn bà. Nè ăn nghe. Ha. Đường nào cũng chạy à. Sát luôn. Sát luôn. Nữa. Sát tôi nữa, mắt tôi vào bờ lắm. Dột mẹ rồi. Mắt tôi vào bờ lắm. Ôi, được rồi. Thầy thiệt không mơ vậy đạn, thầy thiệt không mơ. Vậy đạn hay quá Bình ơi. Bị rưỡi tao là vừa hả cô, bây giờ không chấp ba bi, chấp hai bi rưỡi thôi. Nói mày đậu má ba bi đậu mà phụ lại 15 điểm ăn chảy nước mắt chứ đâu phải muốn ăn là ăn hơn. Lấy điểm chấp chưa? Chưa rồi. Đã đi ra, chờ chút. Chết rồi.
Đù má chết rồi anh Thanh ơi, con gà này giết em rồi. Giết em rồi, giết em rồi, uống nước đi anh Thanh ơi. Uống nước Thanh ơi. Sao quá được. Sao uống được nước mình bệnh chảy nước mắt anh ơi. Chảy nước mắt luôn à. Chảy nước mắt luôn à. Chảy nước mắt luôn à. Đoạn quay của Pia con gì con. Đoạn má nó gác. Trời ơi, nó mấy điểm rồi. Ông ơi 4 điểm rồi. Chắc 3 bi á mà. Mình về chắc tôi mất hiếp 3 bi rồi. Đâu sao lô. Đâu phải dễ ăn thôi anh Thanh. Rồi 3 bi đánh đi nào vô gà hết thôi lấy lại. Trời ơi, đúng không má, 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 tới qua 2 bi thì lượt cô như lượt trứng. 2 bi vừa tập với 3 bi này. Ông chấp 2 bi 10 điểm được. Đúng không? Tới qua 2 bi mà anh lượt trứng luôn mà. Được rồi, đúng rồi. Ừ, bỏ chơi. Đi lạc con lông của mẹ. Không, nó ra mất kiếm mà nó khó. Ừ, ăn đâu, đủ khá. Làm con 10 là bị té cả người. 2 con 10 là té. Trời ơi, má người ta một mặt sẹn kia. Ăn bệnh. Quýnh vàng luôn cái quýnh đâu nữa nhịn. Mà là ấy tí là bánh đòn. Em thấy là bánh đòn á. Dạ quá. Cái gì ra mà lộn hay rồi. Rồi. Thôi, một kiếp. Số điểm là được bao nhiêu rồi? 49 rồi. 49 25 hả? Chưa ăn đâu, chưa ăn đâu. Ăn là chảy nước mắt lắm. Má khó. Dài lắm, còn có 25 điểm nữa. Ôi cha, mấy chúng ta còn ai cũng còn 25 hết. À, Bình Bê còn cái... Chưa ăn đâu, chưa ăn đâu, đặt lại. Còn 35, 25. Chưa ăn đâu. Con chả nó chưa ăn đâu. Đặt lại còn hiểu không? Trời mắt đâu phải dễ chống lên mày. Quá vô lệnh thôi. Dạ, có lần. Chà, chặt ngay dạo, chặt lên. Xét luôn, xét luôn. Bây giờ chặt ra cái dạo chạy tao lên. Tao ở cái đèn thì tao quá hài lòng. Mày chú là con bò. Ai quải. À, bộ mã nữa. Má bài ba viên. Béo sáng đường luôn mà. Má mắc trời bất ngờ, bất ngờ quá. Mắc giờ nó bị cá nảy lư gà đã hột mấy cái đường nhiều điểm. Do mắc cá quá đó. Trời cháy miệng thấp nữa. Thôi có đủ má đâu thấy đường được gặp cái thế này nữa. Giỡn là tôi ăn, từ ăn đồ nào thiếu cà phê rồi. Ôi. Tối hôm qua thì nhuyễn như là vòng vòng hả ba. Ôi, tối hôm qua thì nhiễm quá, bữa nay thiếu lên thiếu xuống. Đi quá rồi, một. Trắng gà. Trắng cá, trắng với ăn. Chưa đâu. Đúng không? Hai. À, đẹp quá rồi. Cũng nhờ nó đánh cái da nó tạo mạnh đó. Má chụp nách thì đồng ý tao mấy nào rồi. Thiếu còn sao không khí động như vậy mà dập nát được hết luôn rồi thôi cái pha bi đủ đủ thôi uống chai nước của anh tao phải dễ anh bền là anh mà dụ ơi thận đường với người ta chứ mà ăn dụ được má mày tiền trời ơi đúng con Thành vô tiếp lực cái sao á vô tới qua ăn tôi 2 bi nhân chứng rồi con Thành vô tiếp lực nè. Tôi cân 56 đùa. Đánh dậy thôi. À con Thành vô có động lực quýnh nè. Con Thành vô có động lực quýnh nè. Đánh như một con. Trời ơi đủ
bệnh vui, thẳng chân bệnh vui. Má thẳng thiệt ông nội ơi, chết quá. Nắm trắng bắn rồi chứ. Bây giờ này lấy trái vàng nắm trắng quốc thí đi chứ. Mấy là sao? Chưa. Một cơ thủ nhưng cuối cùng chẳng qua là anh đang bị rối xíu chứ không là dễ gì. Có đâu nói sao mưa cho lòng chủ được làm là mắt còn tới 20 điểm nữa mà bè đâu có dễ ăn đâu bè. Vua hay trên còn tới 20 điểm nữa mà. Anh em còn xem cơ thủ mình chắc là hạt đặc lắm như thế nào. Ba tảng mắt, tảng mắt. Một phát hiện nổi đó. Giờ hết chịu nổi với nó rồi. Quả cái nó tạt lên cái đai mắt. Thiếu mắt. Cơ sáu cho anh Bình rồi. Vậy là mình làm được cơ 10 không? Hay quá ta, con mày quá ta. Bình mà lừa bi được, mình lừa ghê lắm. Bây giờ khó rồi, bây giờ khó rồi. Đó. Quả luôn. Thôi. Con mẹ rồi. Đồ má không có tóc làm gì. Bắn một trái vậy y bài. Con rồi. Biết rồi. Không đó, đồ có thể. Và bây giờ đã con. Thôi, lại điểm được rồi. Má đề ba biết đời này chúng. Má được mấy điểm là ba? Ờ thua rồi con ơi. Anh Bình, anh Trúc, anh Thanh qua đề ba đủ ăn rồi đi 17 điểm độ má ốc luôn. Ba một ăn rùa nữa. Rớt luôn mà. Hỏi thằng Phú Thanh. Hỏi thằng Phú Thanh. Ba đứa đầu chứ. Ba dở nhất rồi. Ba ngày xưa bạn cứ lên nó có cái nút. Thì ba tiếp chiêu. Trái xuống là xuống trái á. Đây là để sẵn ha. Rồi. Ui má cái chiêu già chết bây giờ ngồi. Lấy bị đỏ của người vàng sướng trời. Tôi thấy không khí lạnh tới với tôi. Ôi anh hai, cái mùa này có đâu nuôi em đâu mà cái đất lạnh lắm đó. Em tới rồi, em tới rồi. Qua ăn rồi, bữa nay ăn lại rồi mai mới được quýnh tiếp chứ còn không là chạy kiệu á. Đúng rồi. Sườn tốt là đúng gì quả, đúng gì em chơi. Mai cho anh tốt luôn. Lên luôn em. Lên luôn, uống. Tôi nấu.
rồi. Chặt băng chạy đâu nữa mà. Cầm băng để không nổ. Chặt băng bên thanh kìa. Dòng cười bán nước được chưa? Đỏ cắn mũi. Dòng cười ghê. Đỏ cắn mũi thì cái không? Ông muốn hút nước này. Thuốc gì hút mũi điếu dục miết thôi. Đốt hút mũi điếu dục tu. Bật chế độ hấp nhiên. Tám điểm nữa mà. Nhiều.
8 điểm bao nhiêu? Ủa? Hết số, số số. Hết được. Hết được. Hết được. Chẳng xà, hai quên một tí nào. Rồi. Ổn định vị trí tinh thần. Chị Ngọc có được không? Em muốn dở từ đó vậy luôn không hả? Anh em muốn vui ha. Thì em đây mười mấy năm quýnh đâu, lâu rồi mới qua vô thì nghe chắc ba bia ăn được như ăn trứng luôn à. Mình nghe chắc ba bia mà anh em ba bia là mình phải nhìn đủ hướng đủ tường hết á. Thì ba bia nó có nhiều lợi thế lắm, đúng không anh Thanh? Đi 2 cơ, 3 cơ đủ. 3 cơ. Lẹt cơ luôn. Đập đi tùm đâm người ta. Gãy con chút. Chết rồi đâu. Trời ơi. Con gà. Giờ này mình phía rồi, dễ gì mà không đánh được mà. Ồ, vô giọng lừa coi chục á. Sao con da là lừa sao đúng trắng à? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ủa làm được điểm nữa? Ba hả? Ba đủ má sao mà tay chân thần gãy không được ta? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đủ má. Rồi sao nữa? Cái bây đây rồi sao nữa? Chua. Ừ giận rồi. Phải biết vậy là ừ rồi. Dạ chúng điểm cho là dành ban chiến chiến. Ra chúng ta là thích ừ rồi. Tôi dành không nổ. Đồ mà để cơ thấy chúng không. Để cơ chúng không tay nó dài nữa chứ mày lẫn nhau nữa. Cái tay này nó nổ nhở. Chúng nổ gì. Trời ơi. Hai tay nó dài quá nó dài mà bi là bi bi vô đỏ con anh hai à nghĩ sao dần không nổi dần nổi mà mét bảy mà nghĩ sao à dần không nổi dần nổi kiếm mới được dài giờ này phải nhiều cơm à bà người em mà mét bảy mà có tay em ngán thì thua luôn á hả qua được rồi được rồi được sao chạy dữ ta sao không biết giờ chạy dữ ta giờ thấy lạnh ngang xương sống hả. Hai bi thì sao ăn như non như trứng mà sao ba bi là phải là thế lắm chứ. Nghĩ xong chắc thấy thằng già mà chắc tới 10 điểm không chơi. Mà giàu đánh giàu đánh ba bi còn tệ hơn này chút. Đánh ba bi chút luôn mà. Giờ lên lên dữ quá. Lên dữ quá. Quay. Đặt hay nhẹ cho cái kiếm rồi ra điểm coi. Đồ mắt tôi giờ mờ nữa. Đó, ta giờ dư bỏng luôn rồi. Lên đi con. Đậu chưa thua phải không? Nhiêu rồi? Lên! 71 rồi. Má 71 hả trời. Má dừng ra. Con 4 á. Má dừng ra rồi. Tụi con đi chết gà rồi. Mà làm cái cây kêu kéo. Thôi, hỏi con. Vậy được không? Nó lắm anh Thanh ơi. À, tao chưa thua đâu. Bình bè tối quýnh được cơ 17, 19 hay lo gì trời. Đồ má tao dễ ăn á. Đồ má giờ này tao quét giò quét cẳng là đồ mẹ cũng chưa được cất luôn mà. Ủa? Giờ này quét giò quét cẳng rồi. Tao mà quét giò chôn đồ má đẹp băng luôn. Vua trời ơi một bàn luôn thầy chơi nam cảnh ra kiếm chạy điểm coi trời ơi bây giờ hả chưa sao trời về luôn
tay mình ăn nữa là đủ kẻ cơ tủy luôn, không muốn cái da luôn. Thử luôn hả? Thử. Hay quá anh ơi. Đã chết nó cũng được. Nè, Tứ mà anh cho người ta đá thôi em cũng lại anh luôn á. Anh Tứ mà anh cho người ta đá em cũng lại anh luôn á mình. Mày coi nhiêu. Vô danh bệnh chơi. Thôi, đủ quá. Ừ, đủ chút gì. Chơi cũng được. Rồi, biết A-Bang mà, không biết A-Bang lúc nào. Chơi chơi. Hai. Rồi, mai chấp lại hai bi. Lỗi, lỗi, lỗi.